Còn cho con hỏi về vấn đề này nữa thì ví dụ như là như con người mình đi vô đó chơi có sai không sư phụ? À, trò đó nói chung là trò chơi thế gian, mình nếu mà cảm thấy có tiền mình vào mình vui chơi. Tại vì đồng tiền giờ mình nói ở đời và bây giờ mình nói là mua đam anh tất cả mọi cái đồ hại cả hay là mình làm giờ như con đó. Giờ mà nếu mà nói sai hay là đúng giờ con phải nhận tiền. Con đi mà con họ cho con đánh bị bắt và con nhận tiền là con đã sai rồi. Đấy là theo cái pháp đồ giới luật của Phật dạy. Nếu mà làm cái gì nó sai thì làm cái đó nó cũng sai. Rồi gọi là tiền bạc là để gọi là mua vui, gọi là vật trao đổi. Mình vào mình chơi chẳng hạn như là mình bỏ vài triệu mình chơi thấy không có giá trị, nhưng mình chơi vài ngày chơi thứ thỏa mãn để mình thua được mình bỏ mình đi thì cái đấy chả ảnh hưởng gì. Nhưng mình đã bị mất đi mình không nối tiếp. Gần đây, một giảng sư cho rằng đánh bạc đâu có tội, tiền anh chơi thôi. Quan điểm lạ này đang đi ngược với luật pháp và giáo lý đạo Phật. Đầu tiên, theo pháp luật Việt Nam hiện hành thì hành động đánh bạc dù diễn ra dưới bất kỳ hình thức nào cũng đều vi phạm pháp luật. Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định rõ tội đánh bạc bao gồm đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng. Vậy nên, không cần xét đến cách thức chơi cờ bạc như thế nào, số tiền cá cược là của người chơi hay của người khác, hành động chơi bạc vẫn được coi là vi phạm pháp luật. Cũng theo điều luật này, người phạm tội có thể bị phạt tù đến 7 năm và phạt tiền đến 50 triệu đồng. Thứ hai, xét trên góc nhìn đạo Phật, chơi bạc là nhằm thỏa mãn niềm vui thú, sự hồi hộp khi chờ đợi thắng thua. Trong khi Đức Phật đã chỉ rõ sự khổ đau đến từ việc con người luôn chạy theo những cảm xúc của mình. Chấp thủ năm uẩn là khổ, ở đây cảm xúc là thọ uẩn. Bên cạnh đó, đánh bạc còn xuất phát từ tâm tham, chỉ bỏ ít công lao mà muốn thù lợi lớn. Đây còn là biểu hiện của tâm ác độc vì đã bất chấp nỗi khổ niềm vui của người khác để chỉ thỏa mãn cái đam mê cờ bạc của mình. Không ít gia đình đã tán gia bại sản cũng vì có người trong nhà rơi vào nghiệp đỏ đen này. Việc giao giảng như thế chẳng khác gì mở đường cho những tay cờ bạc tiếp tục lộng hành, cho những sòng bài hiên ngang hoạt động để phá hủy nền kinh tế của đất nước. Và hầu hết, tiền sẽ rơi vào túi của một thế lực nào đó. Giảng sư là sứ giả của Như Lai hay sứ giả của một tổ chức nào đó bí ẩn?